Lê bị ban 365 ngày. Thằng điên. Ơi, sao ở Bistock có người bị thương rồi đông vậy? Ai Bị Nam gì thấy chú cái thằng Lê? quy queo đó không Nam? Thì bốn người cho nó chơi, đi chơi cái thằng này quên ăn, nó đói bụng, nó xỉu. Thằng bắn lùm nhé.